Hoa Kiển Thanh An xin kính chào quý khách nha. Hiện tại bên em có cây giống Mỹ Cam. Mỹ Cam có nhiều size, rất là nhiều size luôn. Là cao từ một gang tay em trở lên, cao từ 20cm trở lên nha anh chị nha. Nó sàn xanh tược mượt lá luôn, lá rất là khỏe. Hàng này cho ra nắng là ok đó. Là rễ ok hết rồi nha. Này là hàng là rễ, là mọc rễ rất là tốt rồi, khỏe lá rồi. Cao từ 20cm cho tới là 6 tấc. Bên em có nhiều size lắm luôn, từ 20cm trở lên tới 6 tấc. Anh chị có cần hàng thì báo em nha. Zalo bên em báo cáo là 0928 405794. Bên em có rất là nhiều loại giống luôn, giống như là đỏ trang đỏ lá ta nè, trang vàng lá ta nè, trang lá trung nè, đỏ lá trung nè, như là đỏ nhung nè. Đó, này bên em có rất là nhiều hàng luôn, nó cao từ 6 tấc. Hàng này là đỏ nhung, rồi vàng lá trung, đỏ lá trung, có rất là nhiều luôn. Nó cao gần 6 tấc, anh chị thấy không? Một gang tay của em là xa 20cm đó. Ngoài ra bên em còn có giống rất là nhiều loại giống là Mỹ Cam nè. Nó có nhiều size nè, cây mập khỏe nè. Thấy không? Cây mập rất là mập khỏe luôn. Cây là xanh tược mượt lá. Anh chị nào mà có đặt hàng thì qua Zalo bên em nha. Số lượng là 1000 luôn. Ngoài ra bên em thì có cây cam, giống cam Đài Loan. Cam Đài Loan thì bên em có nhiều loại, có cũng có nhiều size nữa, là size cao từ một gang của em. Từ cao từ 15cm và tới 4 tấc nha anh chị nha. Mà bên em hiện tại bây giờ là cho ra cái lô này là từ cao từ 17cm tới 25cm. Ngoài ra thì bên em có vàng hường luôn. Vàng hường đọt xanh nha. Vàng hường đọt xanh bên em là cao từ 25cm trở lên. 25cm tới 35cm. Nguyên cái lô này là mới ra cho ra nắng, là hàng này là khỏe rồi nghe anh chị nha. Rễ nhiều lắm rồi. Nguyên cái lô này là bên em có 2000 cây. Anh chị nào mà có chốt thì báo em nha. Hiện tại là anh này là vàng hường đọt xanh, và bên em có vàng hường đọt đỏ luôn nha anh chị. Này là nguyên đám này là em mới cho ra nắng nè. Hàng này là cho ra nắng lên bờ được khoảng chừng 2-3 tuần rồi đó, là ra rễ khỏe rồi. Ồ, quá trời luôn, mấy ngàn luôn mấy anh chị ơi. Đây là cái bông của cây cam Đài Loan. Đó, bông cam Đài Loan. Ngoài ra là bên em có Mỹ Cam, là Mỹ Cam có nhiều size. Size này cây này cây nhỏ nè. Cây này là cây chưa cao như cây mới nãy nha. Cây mới nãy mới cao đó. Còn này hiện tại là này là cam Đài Loan. Cam Đài Loan này hàng bên em thuần chậu rồi, sống khỏe rồi. Bởi hành ra là anh chị có đặt cái hàng mà thuần chậu thì nói em nha. Ở đây mà có cái này là Dubai, đỏ Dubai và đỏ Pháp, rất là nhiều luôn. Bên em có nhiều loại giống luôn. Đó, cây này nè, thấy không? Cao. Đó, cao như 6 tấc như vậy đó. Hơn 6 tấc nữa anh chị ơi. Này hơn 6 tấc luôn rồi. Em có giống cam Dubai, đỏ Dubai và vàng. Bên em ngoài ra là có này là cái này là Mỹ tím nè. Đó, bắt đầu tới Mỹ tím. Đây là Mỹ tím đây. Nó cây là khỏe ok, rễ nhiều luôn rồi, cao từ gan của em trở lên á. Hàng hổm dài là em giao là cái lô này nè anh chị, thấy không? Hàng đẹp lắm luôn. Là cây là khỏe rồi, rễ nhiều rồi. Anh chị hạ đất là cây nó rất là tốt luôn, tại vì cây này là hàng một đọt không toàn bộ nha. Đó, thấy không? Đó, hàng này là cây lá xanh toàn bộ hết rồi. Rất là nhiều luôn anh chị ơi. Này là Mỹ tím nha, Mỹ tím. Ngoài ra bên em còn có phụng hoàng cam. Phụng hoàng cam bên em là cao từ 2 mắt lá tới 3 mắt lá. Cái cây này tại nó nhỏ thì em tính nó có 3 mắt lá thôi nha. Hiện tại bên em là có phụng hoàng cam. Anh chị nào có đặt thì báo em nha. Với Mỹ tím nè. Mỹ tím có rất là nhiều Mỹ tím luôn.